Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Má-thêu. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người pha ri lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đi kỳ đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường. Người rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đi kỳ thấy đám đông thì chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thờ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặp sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ hai, một người thủ lãnh có đứa con gái chết, tuy nó đã chết rồi nhưng ông ta vẫn đến xin Chúa đặt tay và một người đàn bà bị bệnh nan y suốt 12 năm cũng tìm mọi cách, cố gắng mọi cách để chạm vào Chúa. Thế thì đối với tất cả chúng ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào có nan y hay là thậm chí là có chết thì chúng ta cũng vẫn luôn luôn liên lỉ xin Chúa chạm vào con. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay Con xin được tóm tắt này Đức giê -xu trước hết là chữa một người bị quỷ ám Và khi chữa cho anh ta xong rồi thì anh ta có thể nói được Rồi Đức giê -xu đi khắp các thành thị làng mạc trong dân Giảng dạy và chữa lành Và đặc biệt hơn nữa là Chúa nhìn thấy người ta Và Chúa cảm thấy họ như một bầy chiên Bơ bơ vất vưởng không người chăn dắt Rồi sau đó xưa sai các môn đệ Anh em hãy xin Chúa cha xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về khi Chúa Giêsu thấy một đám đông bơ vơ vất vưởng Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em Chúng ta có là người bơ vơ vất vưởng không? Chúng ta thử suy xét coi Cuộc đời của chúng ta có bơ vơ vất vưởng không? Cuộc đời của chúng ta có không biết đi đâu về đâu Không biết sống như thế nào Như là những kẻ lang thang không biết đi đâu về đâu không? Thế thì con xin được gợi ba cái ý này với ba cái ý này cũng phần nào giúp cho chúng ta biết Rằng là chúng ta có bơ vơ không hay là chúng ta là những người có đi có có đường đi có hướng à, thứ nhất lời Chúa nếu chúng ta không có lời Chúa hướng dẫn chúng ta sẽ là những người bơ vơ vất vượng. Chúa Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc trong dân giảng dạy và Chúa thấy nhiều người lần đầu tiên được nghe có những người cũng không được nghe và chắc chắn là đối với Chúa Giêsu lời Chúa sẽ quy tụ tất cả lại thành một đoàn chiên nếu cuộc sống của chúng ta không biết đến lời Chúa Không nhớ lời Chúa Không thực thi lời Chúa Chúng ta như là những người bơ bơ đấy Giống như những đứa con không được bố mẹ Không có cha có mẹ Nên là chẳng nghe được ai dạy cả Lời Chúa dạy dỗ cuộc đời chúng ta Khi cuộc đời của chúng ta được lời Chúa dạy dỗ Thì chúng ta không phải là những người bơ vơ Chúng ta là những người được dạy dỗ Chúng ta là những đứa con được dạy dỗ Đây là ý thứ nhất ha. Rồi ý thứ hai Nếu chúng ta không có thánh thể chúng ta như là một đám đông đói khát à, trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta không có cơm ăn áo mặc chúng ta rất là đói khát bơ vơ à, như những đứa ăn mày ăn xin vậy đó phải không? thế thì trong đời sống tâm linh của chúng ta nó chính lời chúa sẽ nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta và khi linh hồn chúng ta không rước thánh thể khi khi chúng ta không rước mình máu thánh chúa khi chúng ta không rước mình thánh chúa đó, thì chúng ta cũng như là một cái đám ăn mày ăn xin thất thể đói khát thất Thèo, đói khát thất thèo vì thế đối với tất cả chúng ta phải cố gắng tham dự thánh lễ và rước lễ rồi ý thứ ba con xin được gợi ý đó là nếu chúng ta không sống trong hội thánh Chúng ta cũng là những người bơ vơ vất vưởng Có nhiều gia đình trẻ đi lên Sài Gòn Lên thành phố học Chẳng nhập vào một cái giáo xứ nào cả Mình phải thuộc về một giáo xứ nào đó rồi mình còn, còn còn cần phải tham gia một cái hội đoàn nào đó Một cái một cái sinh hoạt, một cái nhóm, một cái giới, một cái đoàn thể nào đó Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ bơ vơ vất vưởng Mà thật sự với cái ý này thì chắc là nhất là đối với các gia đình trẻ Và nhiều gia đình cũng bơ vơ lắm Chẳng biết thuộc về giáo sứ nào, chẳng biết thuộc về đoàn hội nào Nếu chúng ta không ở trong giáo hội Chúng ta cũng là con người bơ vơ vất vưởng